Kính chào anh em mình thủ nha. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 6. Shop Hoàng Tiger xin lên một cái lô cần lúc mini, cần ISO. Và cái hàng đấu giá sắp tay về. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907 0101 giúp em. Thì em tên Hoàng. Đầu tiên em xin lên mã thứ nhất là một cái ống cần rất là đẹp. Hàng chuẩn. Hàng này là hàng chuẩn nội địa luôn anh em. Chuẩn xịn luôn á. Hàng phải là hàng ở đây cho anh chú bước lên, rất là đẹp. Ống cứng, ống này có chiều dài là 65 cm, 65 cm. Anh em nào có những cái cần nào mà 45 đến 65 cm đựng được 4-5 cây nha anh em. Lúc mini em để được 4-5 cây nha. Đó, rất là đẹp nha, ống cứng nha anh em, rất là đẹp, rất là sang, màu camo của màu lính nữa, rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Giờ cái bao cần này em bán là 400k nha anh em, 400k. 400k anh em được một cái bao rất đẹp không? Rất là xịn sò luôn. Rất là sang, gọi là tính nói nôm na là chữ sang cho cái từ này là chuẩn. Kế tiếp nữa. Đây là mã thứ nhất. Mã 1 của em, mã 1 là một cây rút mini của Alpha Tucker. Chất liệu là carbon sắn. Cái này có độ cứng tầm 15, độ dài 2m1 nha anh em. Cho anh em là quýnh nhiều thể loại, có thể là đầu cành, ISO, cầu ngâm này vân vân. Rất là tiện. 1, 2, 45cm. Thì cân này có cân nặng là 102g của Alpha Tucker. Gọn 1.5 ly, da là 500k. Kế tiếp là mã 2 và mã 3. Mã 2 và mã 3 là một cặp cần. Một cây là 2m1, một cây là 2m7 nha anh em. Mã 2 là 2m1, cứng 15, tiếp khoen inox sáng rất là đẹp. Còn mã 3 là một cây 2m7, độ cứng 3, là rơi vào khoảng độ cứng 3, rơi vào khoảng gần 30 luôn nha anh em. Cái này cứng nha, môi bông rất đẹp. Chất liệu là carbon, khoen theo hãng. Thì một cặp này em bán là 400.000. 400.000 nha anh em, bao ship. Nha anh em, 400k bao ship. Rất là rẻ. Cây cả này thôi đủ tiền rồi nha anh em. Em bán cái kia này em tặng cái kia. Kế tiếp nữa là mã 4, một cây siêu phẩm nữa. Cái này có độ dài là 2m1, ISO khoan bé nha anh em. Thích hợp cho anh em nào câu địa hình, bè, câu ISO đầm, câu bún đục, câu cháp nha. Rất là ngon. Chất liệu là carbon, khoan bé theo hãng. Hãng này là cũng một cái hãng cũng khá là làm nhiều cần và xuất đi thị trường nước ngoài, Nhật. Đồ. Hãng Romarin nha anh em. Sabiki 2m1, độ cứng tầm 1.5 nha anh em, đến 2. Rất là ngon. Lâu lâu mới về được cái hàng 21, em được 2 cây nha anh em. Cây này em bán là 480k, rất là mới nha anh em. Gần như chưa sử dụng luôn nè, mới tin nè. Mã 4. Nặng 91g, gọn 0.9, 480k, rất là đẹp nha anh em. Romarin. Kế tiếp nữa là một cây UL. Cho anh em câu suối rất là đẹp. Cái bát này anh em thấy cái bát không? Rất đẹp nha. Bát phẳng rất đẹp, cái bát này rất đẹp luôn anh em. Biết bằng titan hay bằng gì, rất là đẹp. Just Master 565 UL rất là đẹp. Rồi, quen bát Buzi. Rất đẹp nha. Cái này thích hợp cho anh em quýnh gì? Câu suối, câu bún đục, câu cháp, câu cá hoàng đế nha anh em. Đua hoàng đế mùa mềm. Hãng Swill. Just Master Wheel, cần rất đẹp nha. Rồi, cần này có nặng là chỉ 80g, 1.1 ly, giá là 1 triệu nha anh em. Rất đẹp. Cái bát này đủ tiền, cái bát này cái bát này giá cao mới. Để tiện cái này bằng gỗ nè. Kế tiếp nữa là một cặp nữa mà A6. A6 của em là một cặp. Một cặp của Shimano, độ cứng 20, độ dài 24, rất là đẹp. Đời mới nha anh em. Rất là đẹp luôn á. Mới 90%+ luôn, rất là đẹp, mới cứng luôn á. Siêu đồ đồ mới.
rất sáng rất đẹp. Mẫu này có cân, có độ cứng là 20 nhưng mà nó khá cứng nha anh em. Nó 20 nhưng mà nó bằng 30 của Daiwa luôn, em thấy á. Nó rất là nanh, nó cứng. Nó cứng, cái này anh em muốn lóc được luôn á. Anh em câu để anh em để dành đi chơi du lịch. Để dành lua này kia, rất đẹp. 1 2 45 cm. Rồi cái này có cân nặng là 145g còn 1,5 ly, giá là 950k. Em được 2 cây, mã A6, rất là đẹp. Nha, mới cứng luôn nha. Cái tiếp là mã A7. A7 là một cây siêu phẩm của Đài Hoa, đời mới. Light spec 30 21, rất là đẹp. Rất là đẹp nha, bá đùm đời mới luôn nè. Cân này có độ cứng 30, độ dài 21. Hoang Babuji theo hãng, rất là đẹp. Rất đẹp luôn nha anh em. Carbon nó đều mở nó cao, này độ cứng cũng cao nữa, 30 cứng nhắc. Rồi cái này có cân nặng là 150g còn 1,8 ly, giá là 1,3 triệu nha anh em. 1,3 triệu, cân rất đẹp. Kế tiếp là mã A8. A8 là một cây đây qua nữa cũng đỡ cao quá anh em. Cái này có độ cứng là 10, độ dài 21, thích hợp cho anh em quấn đầu canh, quấn rô, phi, chép, đục, quấn chát được. Độ cứng 10, cho anh em nào quấn dịu cần nha. Cái này giống như những con cá nào đang khó, anh em câu giống như cá chép đi, năng rất là khó, miệng nó rất mỏng, anh em quấn cần cứng là sải liền. Đó, phải dùng cần những cần mềm như thế này. Cái mã A8 này nặng 136g còn 1,3 ly, giá là 800k. Đời mới rất đẹp. Rất đẹp nha anh em. Của Đài qua. Tới mã A9, A9 là một cây siêu phẩm nữa của Swill nữa. Cái này là Sofita 21 nha, giống như cây kia nhưng mà nó khác hẳn thôi nha anh em. Cái hộp còn zin luôn nè. Mớ cứng. Hàng này mới chưa sử dụng luôn anh em. Thì em bán cũng rẻ, độ cứng là 1.5. 21, cái này cho anh em là quấn bè mà quấn hối nha. Cực kỳ ngon luôn, thiệt mấy cái này. Cực kỳ ngon luôn. Gọn nữa. Rất đẹp. Rồi, cái này mã 9 này nặng 105g. Còn 0.9 em bán 500k. Bán rẻ cho anh em cậy. Kế tiếp nữa là mã số 10. Mã 10 là một cây 20-24 của Daiwa, rất là đẹp. Full box luôn nha anh em. Đây nè. Full box option, full option. Rất đẹp. Cái mắt bougie rất mới nè. Em thấy không? Rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Rồi, cái này có cân nặng là 145g còn 1,6 ly, mới full hộp luôn. Hộp sách đầy đủ. Rồi, cái này em bán giá là 800k. Về lô này về được 4 cây, full hợp cũng được nha anh em, rất đẹp nè anh em. Mở tin. Một cây. Tới mã số A11 là độ cứng 30, độ dài 2m4, em được 3 cây. Là full hợp hết luôn nha anh em, 3 cây này full hợp hết. Lô này được đẹp. Giờ anh em cũng khó lắm. Lấy hàng giờ phải đẹp cho anh em. Cứng rồi. Thích hợp cho anh em nào lua, thích hợp anh em bún lua. Rất đẹp nha anh em. Rồi cái này có cân nặng là 170g còn 1,8 ly, giá là 900k. Em được 3 cây. Kế tiếp là mã 12. Mã 12 là một cái ISO đọt 2 4,5 m, rất là đẹp. Rất đẹp nha anh em. Mở cứng rất ngon, độ cứng 2, độ dài 4,5 m, rút gọn là chỉ có 65 cm thì phải, bỏ vừa cái túi này luôn nè, em coi coi, đồ vừa luôn nhanh em, bỏ vừa luôn nè, vừa cái túi này luôn, 60-65 cm. Rồi mã 12 này là một cây Suyumi đọt 2 4,5 m, nặng 212g, còn 1.3. À, giá là 650k. Anh em. Rất là đẹp.
Cái mã kế tiếp là mã số 13. 13 là một cây Daiwa đời mới. Bỏ dừa luôn. Cái này là chỉ có 62-63cm. Rất gọn nha anh em, độ dài 4m. Độ cứng coi, em kiểm tra. Cái này được 1.5 nha, cỡ chừng 1.5, 4m. Này thích hợp cho anh em muốn cháp nè. Cháp cũng dịu, cũng hói được, cái này ngon. Rất đẹp. Rất là đẹp. Rồi, cái này có mã là mã số A13, nặng 138g, 0.8, giá là 700k. Tới kế tiếp là một cây A14, độ cứng 20, độ dài 24, gọn là 70cm, rất là đẹp nha anh em. Cái này có chất liệu là carbon, hai da, khoen buji lớn, phôi bông, phôi là phôi bông nha anh em. Đây, đây phôi của nó nè. Rồi, cái này có cân nặng là 140g 1.9, giá là 700k nha anh em. Bao ship cho anh em luôn. Rất là đẹp. Cứng 20 và 24. Rất là nãy. Này cho anh em lua được luôn nè, cái này nè. Kế tiếp nữa là mã số 15. Là một cây độ cứng 3, độ dài 3.6 của Daiwa. Thích hợp cho anh em nào quấn Daiwa. Anh em quấn ISO đầu cạnh. Trước em chuyên gia bán cái này để cho anh em hạ tay. Mấy cái này mà hạ tay thì nó cứng cỡ đọt 5. Quýnh nảy lắm, quýnh cái kiểu mà đúng là cái phôi nó Nhật nó khác cái phôi Trung Quốc nha anh em. Cái độ bắt con cá cũng vậy nữa. Bắt con cá mau mệt lắm. Rất đẹp. Đây qua. Đồ mới. Cái này có độ cứng là 3, độ dài 3.6, nặng 147g, ngọn 1.2, giá là 1 triệu nha anh em. Em bao ship. Tiếp nữa là mã số 16. 16 là một cây độc 3, 36 nữa. Mình coi rồi. Rất đẹp. Rất đẹp nha anh em. Độc xin nó luôn, tất cả là riêng nguyên bản hết nha anh em. Rất là nảy luôn. Cần nhận được cái là chất lượng nó tốt về độ nảy. Đồ rồi ve con cá nặng 160g hoặc 1.2, giá cũng 1 triệu nha anh em. Kế tiếp nữa là một cây nữa, mã số 17, một cây siêu phẩm của Shimano. Độc 3, 2.7, 3.3 có zoom. Đây là dấu. Nó đang lấy dòm chuột, dấu dính mực. Cây này độ mớ trên 80%. Xin nguyên bản. Khoen buji xít. Có zoom luôn nha anh em. Cái dòng Shimano này thôi nặng gì nặng lắm. Ok. Nặng dễ sợ luôn. Ôi cái này 27 mà ngon quá trời. Này có zoom. Shimano đồ mới. Cái này có cân nặng chỉ 130g còn 1.1. A17 giá là 1.6 nha anh em. Cái này giờ hiếm lắm. Cái độc 3 2.7 này cực kỳ hiếm. Cái này nè anh em. Hiếm lắm. Anh em săn cũng khá mất thời gian. Kế tiếp là cây độc 3, 3.3, 3.9 có zoom, rất là đẹp. Cây này mới 99% luôn nha, bao zin hợp đầy đủ. Full box em chưa, em tháo ra mới cứng luôn, em khỏi cần phải trình bày. Ngoài mới tin này nha anh em. Rồi, cái này có mã là mã số A18, nặng 160g. Ngọn 1.1, giá là 1.8 nha anh em. 1.8 full hợp, rất là đẹp. Khỏi khui, hàng mới mà. Tới mã kế tiếp được A19. A19 nữa là một cây của Shimano rất là đẹp. Shimano gì đây? Cái này chữ nội địa nè. Là sản xuất Trung Quốc, còn xuất qua thị trường Nhật kìa. Mẫu đời mới nè, bát là bát đời mới nè. Cái bát kẹp này đời mới nè. Em khoái cầm cái bát này nó ôm tay luôn. Quen bát buji, cái này có độ cứng 2, độ dài 5.3 m, rất là đẹp. Thích hợp cho anh em là hạ tay, anh em là cầu ISO. Cái này nanh nha, đỡ mớ nó nanh nha anh em. Đỡ mớ phôi nanh, chất liệu carbon nó cao á. Phôi bên trong mới tinh anh em thấy không? Nè, mớ cứng luôn, nanh nó không bị nhão phôi.
Đó, mới cứng luôn giờ anh chờ. Rồi cái này coi. Trời ơi quá đẹp luôn. Rồi, cây này có độ cứng là 2, độ dài 5m3, rất là đẹp. Của Shimano đời mới, quen bắp Buji. Mới cái này mới khoảng 99% luôn anh em. Rất là mới luôn. Rồi, giá là nặng 242g còn 1 ly 3, giá là 800k. Kế tiếp nữa là mã số 20 là một cây Daiwa. Độ cứng 3, độ dài 4m8, rất là đẹp. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp, Daiwa. Death Tower. Direct Tower, độ cứng 3, độ dài 48, phôi xoắn hai da bông. Đây. Cái độ xoắn của nó nè anh em. Cần Nhật mới làm được cái độ tinh xảo vậy. Anh em thấy không? Rất mới nha anh em. Cái này cho anh em nào quấn đầu cành, quấn ISO đủ rất là đẹp ngon. Cứng luôn anh em, cái này đẹp, cực 3 được dài 48, ngàn cũng siêu phẩm rồi đó. Rồi cái này có cân nặng là 260g còn 1 ly 6, giá là 1.450k. Kế tiếp nữa là một cây siêu phẩm nữa của Shimano, Bondolet. Thì anh em chơi thì biết cái hãng này rồi, hãng Bondolet này. Đây, Menindo, hàng cao cấp nha anh em. Bass C4 cộng, rất đẹp. Nắp zin, bao zin đầy đủ nha. Khoan IM, đời mới cao cấp. Đây dành cho anh em nào chuyên, một những anh em chuyên nghiệp nha. Đó. Khoan IM rất đẹp nha anh em. Nó đẹp luôn nha. Rất đẹp, có định vị đầy đủ hết nha, định đó, rất đẹp nha anh em. Cái này mớ cứng luôn, độ cứng mớ trên 95%, cả 95% luôn, 95-97%, mớ cứng à. Cái này có cân nặng 130g 1 ly 2, giá là 4.700.000 nha anh em. Bondless 420MT. M2 cứng M thì M nó rơi vào khoảng đọt số 2 nha anh em. Số 2, số 3. Số 2 à, cả số 2 nha. Khá là ổn áp cho một em siêu phẩm. Kế tiếp nữa là một cây A23, cây siêu phẩm nữa của Sima, của đi Daiwa Isoyake, độ cứng 5, độ dài 5m3, mình phụ lơ, rất là mới nha anh em. Mới cứng luôn, cái này mới khoảng 95% luôn anh em, mới cứng. Cây bắp Buji, bộ khen Ken Saben, xin nguyên bản hết. Ồ cái này mở quá trời mở luôn, bên trong không có một vết chày luôn anh em ơi. Trong bên ngoài thì không có vết chày, sáng bóng. Sáng bóng. Rồi, cái này có cân nặng là 474g, còn 1 ly 8, giá chỉ 800k, một trong một cây cần quá đẹp luôn. Không có vết chày luôn anh em. Thằng đẹp. Cái tiếp nữa là một cây Ikeda nữa, cây này là Sabo. Một cây Ikeda 1m3 của Shimano, cái này là hàng Nhật mới chế nha anh em. Nè, nó cắt ngắn lại, cái này 1m5 nó cắt ngắn lại để nó câu á. Nó câu để cho nó có, nó gắn cái đầu bu vô nè anh em, đầu bu xích vô nè. Rồi nó cắt ngắn lại, cái này nếu mà để zin nguyên bản rất là cao.
cái này tổng chiều dài là 1m35 thì nó cắt ngắn chút xíu là 5 phân. Lộn, 1m35 thì em đo nó còn 1m3. Không ta. Không giảm chút coi. Cái này để dùng luôn á. Mấy 27 nó cắt là xuống cùng, nó cắt 7 phân xuống nha em, nó cắt 7 phân xuống như đây nè, để nó câu, nó gắn đầu bu vô nó câu. Em muốn lại mấy nhật luôn, mấy nịnh đô. Cái này ngon lắm nha anh em. Giờ em bữa em bán là rồi, em bán anh em luôn 600k cái này đi nha. Em lấy được báo em 600k rất là đẹp. Anh em mà trong nghề á, trong nghề á, về thì làm cái đọt đoạn cái là được à. Tại em làm biến quá. Kế tiếp là mã số 25. Mã 25 là một cây Ikeda của Ryobi rất là đẹp, hai ngọn nha anh em. Hai ngọn luôn. Một ngọn cứng, một ngọn mềm. Đây anh em, một con ngọn mềm nằm ở trong nè, còn cứng nằm ở ngoài nè. Hai ngọn luôn nha anh em, hai ngọn zin hết luôn. Cần là mới 90 mấy% luôn, 1m8 Ryobi. Rất là đẹp. Đó, cái này 1.4 triệu, em sẽ giảm cho anh em là xuống là 1.2 triệu cho anh em luôn. Đó, 1.2 triệu thôi. Ngày xưa mấy cái này mắc nha anh em. 1.2 triệu mà được hai ngọn nha. Một ngọn cứng, một ngọn mềm. Mới cứng luôn. Mã này là mã số là 25. 1m8 rất là đẹp. Đó, mã số 26. Một cây siêu hiếm luôn. Của Nissin luôn. Cây này rất là hiếm. Đó, giờ anh em thấy không? Cho, dành cho anh em chuyên về ISO. Dành cho anh em chuyên về không phải ISO. À, cần tay máy phụ hoặc là IS, gọi là cần tay hỗ trợ máy. Dòng này dòng RO Spec Corodai 4m1 Made in Japan của Nissin. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây là dùng nó là cần tay nhưng mà nó hỗ trợ máy nha anh em. Nè. Đó. Mớ tinh. Cái này chuyên về cá cháp nha anh em. Chuyên cá cháp. Em bán đồ là chuyên cho anh em chuyên nghiệp luôn nè. Nhắm vào vậy, rút ra thì anh em những cái này nè nó nhỏ nè, nó vậy á, anh em nếu mà muốn xỏ dây á thì không cần dây gì đâu, không cần cái gì, cái độ gà, cái dây mà inox gì kèm không cần đâu. Anh em lấy dùm em một cái cọng chỉ, cọng be cũng được nhuyễn á, với lại một cái kim anh em thả xuống tới đâu là rớt tới đó à. Là anh em làm dây chim mồi nè. Cái này siêu phẩm luôn, cháp nè. Anh em nào mà chuyên nghiệp á thì dùng chơi những dòng này nha. Cái này em bán, cái này dành cho anh em chuyên nghiệp. Cái này độ cứng nào nó rơi vào khoảng 1.5 nha. Mềm không đều luôn. Cái này bắt cá cực kỳ tê tái luôn. Hàng hiếm thì lâu lâu em mới săn được cái này. Lúc trước em chỉ dành cho anh em nào. Cái này thật sự luôn dành cho anh em nào phải thật sự là em không phải nói chứ cái này rất là khó câu. Nhưng mà đã câu được cái này thì cái tầm của anh đó là em cũng phải là chắc cũng phải là cao thủ vô lâm ấy. Em có thể những dòng này rồi. Cái này có cân nặng là A26, nặng 145g, ngọn 1 ly 6, giá em bán là 1.8 triệu nha anh em. Hàng này là hàng cao cấp của Nissin. Kế tiếp nữa là một cây ba khúc mã A27 rất là đẹp, độ cứng là 50, độ dài 3m, mớ 99% luôn á. Cái này nữa mớ cứng à. Rất là đẹp nha anh em. 53m. Em bán xả cho anh em luôn. 780k cho cái này, giống như là một món quà ha, cho nào nhanh tay. 780k. Daiwa Honda Lock Carbon 2 da khoen buji mở 90 95%, 780k. Cái này cho món quà cho anh em. Đó, cây cuối cùng. Cây cuối cùng của em. Mấy ta? 27 rồi. Ta 28 chứ. A28 là một cây Daiwa
siêu phẩm nữa, rất là đẹp, của Zero 525 bát titanium. Cái này là titanium nè anh em nha, bát titanium, khoen titanium, độ cứng 0.6, độ dài 5m25. Cây này là cũng là một trong những dòng cho anh em cao thủ võ lâm nha, khoen titanium hết đó. Rất đẹp nha anh em, rất đẹp, 0.6 bạn khoen titanium, có đường dẫn hết nha anh em, này được mở nè, đó đường dẫn hết nè, đường dẫn luôn nè anh em thấy không, dành cho anh em nào cao thủ võ lâm. Định vị đường dẫn hết, khoen titan, bát titan. Thì cái này em sẽ bán giá rẻ cho anh em luôn, một cái giá rất là ok. Thì 1.2 triệu thôi, em định bán 1.3 triệu nhưng mà em xuống giá 1.2 triệu thôi. 1.2 triệu cho một cây Daiwa Zero 2525. Cái này là cái tên của Kanishino, là cái tên của cái người Nhật và đang dùng cái cần câu này, nó dán cái tên nó lên nha anh em. Anh em không thích thì tháo ra nha anh em. Đó. Kobo, Ukikobo là dòng cá cháp nha. Rất là đẹp. Đây, Daiwa Zero. Khoen bát titan hết nha anh em. Giá chỉ 1.2 triệu. Titan mà giá 1.2 triệu, anh em nghĩ đi. Rồi. Em cảm ơn anh em cầu thủ nhiều, chúc anh em cầu thủ một ngày mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc. Mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907 010129 giúp em. Đây là địa chỉ của em. Địa chỉ của em. Cảm ơn anh em cầu thủ nhiều.